Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Có rất là nhiều ở trong tự nhiên ở Việt Nam mà nó cũng không phải sống ở trong rừng, trong gì nó sống xen kẽ giữa thành phố với con người với nhau. Của dòng nước ngoài nó rất là đẹp luôn các bạn. Mình không nhớ tên lắm, Natalia hay cái gì đó. Đó, ui nó bò đã mất tiêu rồi. Có nhiều bạn hỏi anh ơi con này có làm bét được hay không? Thì nó khá là khó nuôi. Ở trong tự nhiên thì nó cũng ăn sâu, ăn bọ. Có để ý là thấy nó cũng có ăn thực vật nữa. Ok các bạn, đây là hình như là một bạn cái ha, đang đậu trên cây mai. Để anh bắt bé đó cho mọi người coi ha. Chụp tay luôn các bạn ơi. Chụp tay cho anh nó được đâu. Con này cánh bê lắm nha các bạn. Ây da. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok, bữa giờ thì mọi người theo dõi clip Nam Ngô thì thấy mình giới thiệu rất là nhiều những cái con bò sát của nước ngoài ha. Thì hôm nay đổi món, mình sẽ giới thiệu các bạn một con bò sát của Việt Nam. Có rất là nhiều ở trong tự nhiên ở Việt Nam mà nó cũng không phải sống ở trong rừng, trong gì nó sống xen kẽ giữa thành phố với con người với nhau. Thì cái loài này ở trên cái khu nhà, cái miếng đất của mình nó rất là nhiều luôn. Đó, thì giới thiệu với mọi người đây là bé nhông rào ha. Cũng có nhiều anh em á chụp hình hỏi anh ơi con này là con gì, con này có nuôi làm bét được hay không, tất cả mọi thứ. Thì bé này nó là cái loài này nó của Việt Nam ha, hình như là không riêng gì Việt Nam. Cái giống nhông rào này nó có rất là nhiều dòng, có những con của dòng nước ngoài nó rất là đẹp luôn các bạn. Mình không nhớ tên lắm, Natalia hay cái gì đó. Đó, ôi nó bò đâu mất tiêu rồi. Thì cái đây là một cái loài nó sống rất là nhiều ở trong những cái khu vườn ở Việt Nam. Các bạn ở thành phố cũng có thể gặp thấy, nhưng mà ở quê thì sẽ gặp nhiều hơn. Thì có nhiều bạn hỏi anh ơi con này có làm bét được hay không? Thì con này theo mình là không có làm bét được. Tại vì nó khá là khó nuôi. Ở trong tự nhiên thì nó cũng ăn sâu, ăn bọ. Khó để ý là thấy nó cũng có ăn thực vật nữa. Nhưng mà mình không biết chính xác là như thế nào. Hồi xưa, hồi nhỏ lâu lắm rồi mình có nuôi thử, nhưng mà mình thấy nó không tương tác với mình. Cũng có một số anh em nuôi được ha, một số ít nuôi được. Đó. Thì còn bản thân mình thì mình khuyên là không nên nuôi. Tại rất là hiếm nuôi được, nuôi chừng khoảng 3 ngày chết queo à, tội nghiệp bé lắm. Thôi cứ để nó tự nhiên ở trong tự nhiên đi, nó sẽ sinh hoạt nó tốt hơn. Thì cái giống loài này nó cũng là bò sát, cho nên là cái hành vi của nó cũng tương đối là giống iguana. Mùa này mình thấy là mùa này tụi nó cũng giống như là cái mùa sinh sản của tụi nó là các bạn, đầu mùa mưa, thường là đầu mùa mưa sẽ là mùa sinh sản của khá nhiều giống loài, chim chóc rồi cũng vậy. Thì khi mà nó vô mùa này nè, nó cũng mình thấy rất là nhiều nó quýnh lộn. Nhiều khi ngồi uống cà phê thấy tụi nó quýnh lộn cũng đẹp mắt lắm các bạn. Sừng lên rồi hai con đực quýnh lộn tranh giành địa bàn với nhau, hoặc là con đực dí con cái đè phối y chang như là iguana vậy đó. Ok, bên này có một bạn cái nè. Ôi nó chạy mất rồi. Đâu rồi? Đây. Bạn đực á, con đực á đối với lại nhông rào á, con đực nó cũng đẹp màu hơn con cái ha. Kia là một con cái thì màu nó màu đơn sắc thôi, màu xám xám thôi. Đó. Thì mình lại gần này nó bỏ chạy, mình đứng từ xa thôi. Thì con này mát size nó có như đây thôi nha các bạn, chứ không phải là nó to. Mát size nó có chút xíu vậy thôi à. Hồi đó mình có nuôi thử mà thấy khó nuôi quá. Nó không hợp tác, cho sâu dế vô nó không chịu ăn. Nó không có thích trong cái chuồng nuôi lắm. Mình nuôi mấy bữa nó chết, từ đó về sau mình không nuôi nữa. Mình cứ để nó tự nhiên vậy đó. Ở xung quanh vườn nhà mình thì có rất là nhiều con ha, nhông rào nè, mấy con ốc lá nè, rồi ếch, chàng hiêu, bù tọt, cóc, cái gì nữa ta, chim trời, cái gì nữa, nhiều lắm, tắc kè, tô kê gác cô các bạn, mấy con kêu tắc kè đó, rất là nhiều luôn, tối xuống là nó sẽ kêu. Ok, bây giờ còn cái con bạn đực này nè, để mình chụp bé, mình bắt bé cho các bạn coi cho nó rõ ha. Con đực này nó rất là nhiều màu, nó có những con màu rất là đẹp luôn. Cái đầu thì xanh dương, nguyên cái mình ở dưới màu đỏ, có con thì đỏ rực luôn. Thì mình cũng chưa có rõ cái phân loài của cái này lắm nữa.
này chỉ là review tự nhiên thôi. Bé nó đang nằm đằng sau này nè, để mình tìm cái góc nào đẹp đẹp mình chụp nó một cái cho nó dính thôi. Đi đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi? Rồi đi mất tiêu rồi các bạn. À đây đây, dưới đây. Này chắc mình phải lấy đồ nghề quá cho nó chắc cú. Chứ còn dùng tay thì nó bắt nhiều khi nó hộc. Để bắt mấy bé đó thì cũng sử dụng cái thòng lọng y như iguana vậy đó. Để bắt đó, cầm trên tay nói chuyện cho nó thuyết phục rồi đi đâu mất tiêu nữa rồi. Rồi nó nghe mùi nó biết rồi đi đâu mất tiêu rồi. Lũi rồi bạn ơi. Đâu để mình đi vòng vòng coi có con nào không, nhiều lắm. Lũi đi à. Ok các bạn, đây là hình như là một bạn cái ha, đang đậu trên cây mai. Để anh bắt bé đó cho mọi người coi ha. Bắt chơi xíu thả. Nhanh quá các bạn. Khó nhai đó các bạn ơi. Sương không. Mình đứng cái góc nào cho con mắt nó đừng dòm thấy mình á. Mất thời gian quá chú em. Phải đứng cái góc nào mà nó không có dòm thấy mình á thì nó không có né. Ghé qua vô chụp tay luôn giờ. Đó, chạy đi rồi. Chụp tay luôn các bạn ơi. Chụp tay dành hả? Con này cắn cũng bê lắm nha các bạn. Ây da. Cắn cũng bê lắm. Khá là hung ha. Nè cái họng đó nè. Cắn quê đó mà. Ui da. Hung hăng quá. Mùa này chắc đang có trứng trong này nè các bạn. Nè có gom cộm trứng nè. Đang có cộm trứng nè. Nè này. Mùa này là mùa sinh sản của nó. Nó đẻ trong mấy cái hốc cây á. Hở là cắn, hở là cắn. Nó sinh sản trong mấy cái hốc cây á mọi người. Thì nó đẻ ra, nó cũng đẻ cái trứng ra, xong rồi trứng nó tự nở luôn. Trứng nó tự nở ra. Tại nó là loài bản địa mà, cho nên là điều kiện sinh nở của nó phù hợp với mình. Không thèm nhả luôn à. Vì yêu mà cắn. Con này sao tưởng cái tướng tốt quá. Nãy thấy cộm cộm biết phải trứng không nữa. Bụng tốt quá. Thường con đực thì màu sắc nó sẽ to đẹp hơn. Cái mặt của nó là xanh dương luôn á. Mình nó đỏ, có con thì nó là đỏ luôn, rất là đẹp luôn. Này chắc cái rồi, thấy trứng nè. Trứng.
Đó, trứng nè. Trứng là lòi ra nè. Ok. Rồi, thôi thả đi nha. Đây. Mượn chút xíu làm ghê. Rồi đi đi con. Để mình đi kiếm thêm một bạn đực nữa mình cho các bạn coi. Thì thường bò sát á, con đực nó sẽ đẹp hơn con cái. À, con đực nó sẽ đẹp hơn con cái. Nó sẽ nhiều màu sắc hơn. Thì cái mục đích nó là để nó thu hút con cái. Nhiều lắm. Nhưng mà có duyên mới gặp được nha. Trời, có những lúc mình gặp những con mà đẹp hú hồn luôn á. Những con đó mà nó to to chút xíu là nuôi đẹp luôn á. Coi coi. Đằng sau này mình đang cho làm một cái hàng rào chắn ngang cái farm của mình để mình thả mấy bạn rùa đi tự do ở trong đó luôn, cho nó có thêm cái không gian nó vận động. Còn có nghĩa là mình ngăn lại, tại con rùa khi mà nó gặp chướng ngại vật, ví dụ như mấy cái kê, mấy cái chuồng kê, những cái chuồng của iguana đó các bạn, thì là giữa cái chuồng iguana nó có khoảng cách với đất cỡ này nè. Thì đối với con rùa, nó đi ngang mà nó gặp những cái chướng ngại vật kiểu này á, xu hướng của nó đào hang nó đi qua chứ nó không có né. Cho nên là ví dụ nó gặp cái chuồng iguana nó hút ngã chuồng iguana luôn. Cho nên là hiện nay mình đang làm những cái hàng rào để bọc cái khu vực chuồng iguana lại, cho con rùa nó có không gian nó bò thoải mái hơn và mình cũng an tâm hơn nữa. Có những hôm á, mình thả con rùa ra đi chơi, lát ra thấy nguyên một hàng chuồng iguana ngã hết luôn. Trời ơi, mấy con rùa nó ủi thì sập đổ hết luôn á. Ok, thấy một bé nữa nè. Để anh bắt lên cho các bạn coi nha. Biết có bắt được hay không đây. Thôi, con này là con gắn mối. Con dưới đất là con gắn mối. Còn con gắn mối bữa nào làm cái clip sau đây. Còn này cho con nhông rào. Đâu nữa rồi? Này chơi mấy trò nít không à. Nhồi quá. À, bởi vậy nhiều khi chắc chụp tay còn nhanh hơn á. Trời ơi, cắn dữ à. Đây bạn, con này chắc con đực mà xuống màu quá. Này mình nghĩ đây đúng là con đực. Cũng giống iguana. Chỗ này nó hai bên này hai cái bi sinh dục bự à. Không? Hai cái bi sinh dục à. Khi mà nó ở cái trạng thái tự nhiên á bạn, nó sung á, nó đứng nó phơi nắng á, nó sung nó căng ra là cái đầu nó, con này nãy mình thấy là nó đỏ chót nguyên con luôn. Nó cũng có những đặc điểm của dòng bò sát ha. Ừ đúng rồi, con này chắc đực, con này có hai cái bú má nè. Thứ nhất là các bạn nhớ cái con hồi nãy không, con cái, cái tướng người nó thon hơn, cái đầu nó nhỏ hơn, còn đầu này góc cạnh nè các bạn thấy không, do nó có hai cái bú má nè, của gọi là cái kiểu dáng con đực nè. Quay đầu cắn ghê quá, hồi nãy cho con cái cắn rồi, giờ cho con này cắn thử coi cảm giác nó bê hơn không. Úi da. Cũng hơi bê các bạn, nhưng mà cái nhỏ cái lực cắn của nó coi cũng không có ghê gớm lắm ha. Đó, con này nè, con đực nè, nhìn vô cái đầu nó rất là bự. Bự. Có hai cái bú má nè, già tuổi rồi. Rồi dở lên coi cái bi sinh dục ở đây là chính xác là con đực luôn rồi đó. Con cái cái đuôi chỗ này nó tròn hơn. Con đực thì nó vuông ra, tương đồng với iguana đó ha. Rồi cũng có gai lưng đồ này nọ cái thứ nè. Có nhiều con nhông rất là đẹp. Này họ nhông ha. Này massage nó cỡ như đây thôi các bạn. Đấy, coi coi. Cỡ 30cm á, massage 30. Cái đuôi này nó cũng bị lỗi nè. Đuôi sao khúc cuối này nó bị khô gãy nè. Vài bữa nó sẽ rụng á. Nhìn nó bị gãy. Nãy giờ bắt bằng cây không được mà bắt bằng tay thì bắt dễ hơn. Cái cổ họng bên trong nó đen ngòm luôn. Nó đen ngòm cổ họng trong. Con mắt cũng khá đẹp ha. Về.
này hồi xưa thấy mấy ông chơi ác cho nó ngậm điếu thuốc hút đó nè, tại vì cái kiểu của nó thả nó đi luôn, chạy mất tiêu rồi. Cái kiểu của nó cắn, nó cứ hút vô á, cho nó hút thuốc. Rồi mình đi mình kiếm coi còn có con nào khác. Ở đây có mấy con ốc lá đẹp lắm á các bạn. Không biết các bạn thấy con ốc lá chưa? Con ốc lá nó cái màu của nó vàng vàng chanh chanh đẹp lắm. Rồi để mình đi ra đây. Nãy mình thấy con ngoài này nè. Có con ốc này là con ốc thằng Tepi nó mê chơi mấy con ốc này. Mấy con này mấy con ốc ma ha các bạn ha. Ốc ma. Vô mùa là nhiều lắm. Vô mùa nhiều lắm. Vô mùa thậm chí là tới cái mùa sinh sản của nó đó là nó lòi ra hai cái bi sinh dục ở đâu trong này nè. Hai con nó đâu lại nó gáp lại với nhau, nó phối. Đó. Ốc này nó nhớt nhớt ha các bạn. Nó khép miệng rồi nè. Ok. Con này á, con này những người địa phương á, người ta biết cách làm á thì người ta làm người ta ăn. Nhưng mà nói chung là không phải cho tất cả mọi người ha. Theo mình là không có nên ăn đâu. Tại vì cái này mấy ông nhậu rồi, nhiều khi nhậu riết không có món gì nhậu ở đầu chế rồi tùm lum la, nhưng mà đọc báo các bạn thấy rồi đó, ăn những cái món gọi là không có tiềm ẩn những cái rủi ro, những cái nguy hiểm á, thì nó rất là nguy hiểm ha. Bây giờ những cái đồ rừng đồ người ta còn không ăn nữa mà đừng có ăn mấy cái đồ rừng. Nói chung mình thì cứ ăn những cái đồ ăn mà nó đơn giản và nó phù hợp với con người thôi. Heo, bò, gà rồi trong siêu thị ăn mấy cái đồ rừng đó các bạn. Ở trong, tại vì những cái con mà ở trong rừng sâu á là nó ăn ba cái côn trùng, rồi nó ăn những cái xác thối, cái thứ trong cái người của nó rất là nhiều dung sáng ha. Nhiều người ăn mấy cái con thịt rừng đồ về bị nhiễm dung sáng á, bầm tím đồ ghê lắm. Rồi cóc nè, cá nóc nè, rồi những con ốc này là những cái thứ có độc đó, thì không nên ăn đâu, không nên mạo hiểm đâu. Cũng chẳng có, theo mình thì không nên mạo hiểm tính mạng mình vì những cái món ăn như vậy đâu. Đây là con ốc lá các bạn ha. Và những anh em mà chơi ốc là cũng phải sưu tầm bé này nè. Cái vỏ nó rất là đẹp. Ở đây mình thì thấy rất là nhiều cái kiểu màu để mình lấy xuống coi. Đẹp không các bạn? Đẹp không? Rất là đẹp luôn á. Màu sang hết sức. Này anh em nào mà mê ốc muốn sưu tầm là cũng khoái nè. Đó. Nó chui vô cái xoắn ốc bên trong rồi. Rất là đẹp luôn. À. Nó có rất là nhiều cái kiểu ha, đa số là màu vàng vàng chanh chanh này, và trên này nó sẽ có những cái đường viền, những cái hoa văn tùy con. Mỗi con một kiểu, không con nào giống con nào hết. Nhưng mà nó rất là đẹp, rất là sang. Nhìn màu nó sang lắm. Này vô mùa là mình thấy rộ nhiều. Ừ. Rồi nằm đây đi. Ok các bạn. Đi vòng vòng nãy giờ kiếm nhông rào quay cho các bạn, để coi có dịp nào mà mình thấy nó đó. Mình thấy nó là mình quay cho các bạn coi. Nhiều con đẹp lắm. Nhiều con hả? Cái đầu nó đỏ rực như cục lửa vậy. Mà cái mình nó màu khác. Có những con cái đầu thì xanh dương, xanh rực luôn, nhưng mà cái mình nó màu đỏ. Rất là nhiều cái biến thể khác nhau, rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay nãy mình đi mình bắt có con kia nó hơi đỏ đỏ à. Hôm nay không có duyên gặp được những bé đẹp. Ok, hẹn mọi người clip lần sau nha. Nếu mà mình gặp được những bé nào mà màu xuất sắc vậy sẽ quay clip cho mọi người coi. Bye bye.